Nhận định bóng đá Fulham với MU, 3 giờ 15 phút ngày 21 tháng 1, đá bù vòng 18 giải ngoại hạng Anh. Manchester United hành quân đến sân của Fulham với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng để có thể đòi lại ngôi đầu bảng từ tay các đối thủ cạnh tranh. Cập nhật thông tin trước trận đấu tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Manchester United sẽ buộc phải thắng khi đến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham để có thể giành lại ngôi vị đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh trước sự vươn lên mạnh mẽ của Manchester City hay Leicester. Đối mặt với một đội bóng đã không biết đến mùi chiến thắng ở giải vô địch quốc gia từ tháng 11 như Fulham sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thầy trò Ole có thể khẳng định vị thế số 1, ít nhất là trước khi đội bóng hàng xóm Man Xanh đá đốt trận đấu bù của họ. Chìa khóa để giữ vững ngôi đầu sẽ là duy trì phong độ sân khách tuyệt vời của họ trong mùa giải này. Trận hòa với Liverpool đánh dấu cột mốc 1 năm kể từ lần gần nhất Quỷ Đỏ để thua trên sân khách. Mặc dù trước trận, huấn luyện viên Solskjaer có nói là sẽ có một vài điều chỉnh trong đội hình xuất phát, nhưng với những cái tên rất chất lượng như Edinson Cavani, Danny Van de Beek, Juan Mata hay Mason Greenwood, mặt trận tấn công của MU vẫn sẽ được đảm bảo sức mạnh để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Fulham. Tuy nhiên, đội bóng đến từ London lại tỏ ra không hề dễ chơi đối với các ông lớn. Đoàn quân của huấn luyện viên Scott Parker đã thành công trong việc lấy điểm số từ tay của những đối thủ như Liverpool hay Tottenham. Khâu ghi bàn sẽ là một vấn đề nan giải của Fulham nếu như muốn giữ điểm ở lại sân Craven Cottage. Trong khi hàng phòng ngự chơi vẫn khá ổn khi chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 4 trận gần nhất, hàng công của họ lại không để cung cấp đầu ra như ý muốn. Với chỉ 3 bàn trong 7 trận đấu, trong đó 3 trận sân nhà gần nhất các cầu thủ áo trắng đều tịt ngòi. Một trận hòa nhiều khả năng vẫn sẽ là mục tiêu hàng đầu của Fulham. Tuy nhiên với khí thế hừng hực muốn phục hận sau khi bị cầm chân cuối tuần trước của các cầu thủ Quỷ Đỏ, MU sẽ rất muốn rời sân đối thủ với 3 điểm trên tay để giữ vững ngôi vị đầu bảng. Dự đoán Fulham với MU 0-2.